Mới hồi sáu tay này chị hai thay đồ xin đi uống cà phê học bài với bạn, thì hôm nay con nhỏ mỗi về này nó cũng kiếm chuyện đó. Là cái này là bạn con nó kêu đi á, là gì cho nó đi nó cũng kiếm chuyện là qua nhà bạn học bài nó bắt chước chị hai nó ganh tị với chị hai. Hai đứa là chùm chuyên gia vậy đó. Đứa này mà đi cái hồi cái mai mốt khoảng ngày sau là đứa kia đó, nó kiếm chuyện. Đây con nhỏ đây nè, nhỏ này quậy phá. Đây là điểm lạnh mà, hiểu không mà. Nè, hung ba cá ba cho bánh mì. Đó giờ ăn cơm bánh mì gì? 12 rưỡi mẹ đang làm cơm nè. Phụ mẹ làm cơm nè, hai đứa. Ba chở mẹ lại nha. Thôi, chị xin chị chưa có cho trả được. Để ba chở. Ủa vậy thôi hả? Lúc ba siêu kia nè. Cô đi đâu? Bạn chi? Chơi với... Ủa sao nãy là học bài mà sao giờ ra chơi? Chơi chắc chơi nhiều hơn chứ học chắc được cái chữ quá. Ha. Học môn gì? Thi chưa? Có chuẩn bị thi chưa? Tới giờ ăn cơm tự nhiên có khúc bánh mì của mẹ cũng xinh nữa, mua đen kìa. Không, bánh mì không có bổ dưỡng gì hết. Để tới giờ ăn cơm, cơm mì không được ăn. Cho ăn lại đi. Không. Khuyến cái mì làm gì? Không. Không. Ăn hồi hết ăn cơm sao? Hết tí xì ha. Xì bữa dẫn ha. Goodbye to your game thôi. Dấu này ơi. Dấu này ơi. Dấu ơi. Dấu à. Làm gì vậy? Hả? Dấu ơi. Nãy em đang giỡn với nó đặt mặt dưới. Nãy sau khi nó đặt mặt luôn. Té dập mặt hả? Giỡn té dập mặt.